xong cho thêm miếng tiêu lên trên này là xong. Xong một tô canh. Lên cho thơm, mình đổ nước vô để mình nấu canh, mình ăn mình nấu canh chả cá nữa. Người này thì thích ăn vậy đó, mình đang nấu. Mình để cho thơm, mình cho nước vô. Cái chả cá của hàng bán thì nó như vậy nè, thì trộn thịt sẵn rồi. Cái này chả cá măng nha, thì chả cá măng này là không có nuôi cá thiên nhiên đó cả nhà ơi. Thì mình trộn với thịt, thì cả nhà đem về cứ cho hành vô thôi, mình cho hành vô vậy nè, thì mình cứ trộn cho nó đều, mình nhồi khoảng chừng 15 phút thôi, thì mình nấu nấu được đó, nấu canh cải hay là mình nấu mì hay nấu gì cũng được hết trơn, rất là ngon nha, mình không cần thêm gia vị gì hết trơn, mình chỉ thêm vô cái nước thôi, còn như cái trong cái thịt cá này thì mình đừng thêm gì hết á. Này thêm món gì, món gì con? Dạ toán giáo dục công dân. Làm được luôn hả? Làm được. Giỏi. Để chờ con kết quả mới biết. Chả cá nấu canh hả Bình? Ngon không? Ừ. Ăn chả cá nấu canh. Mình tán cho nó đều ra. Rồi mình nhồi nhồi nhé, mình tán vậy đó. Chừng 15 phút là nó ngon lắm. Rồi nước sôi đó mình để vô. Mình đưa nước sôi này. Dàn chỉ cho cái hạt nêm vô thôi. Rồi hạt nêm. Với xíu bột ngọt và dừa. Rồi xong. Rồi giờ mình sẽ cho từng miếng vô nha. Hằng sẽ cái từng miếng này để vô. Nhà xem cái chả cá này. Ngon lắm. Mình nhồi một chút vậy đó chứ ngon. À, không có dính nha. Dễ lắm, mình cứ mua vậy đó. Rồi mình về mình làm. Cục vậy. Đó. Anh về cái thím cho mua thịt cho anh kho tới giờ nè. Đó, nó kiểu kiểu nhìn chút xíu nữa mình sẽ ăn với canh nha. Rồi mềm kiểu hết trơn. Xíu nữa mình ăn với canh. Thịt kho trứng. Thôi. Mình kho cái màu nó vừa tự nhiên á, chứ không có đổ màu vô. Cái mình kho từ từ. Cái này là cái gỗ rau mua sáng thì rau này thì chỉ có 10.000 tới 15.000 đó, thì cái này thì nhà ăn buổi á nên làm ít, rồi giờ nhà sẽ cắt ra là cái khúc dưới này mình để vô trước nha, còn cái lá mình để sau, để vô cái mình để vô cho nó mau chín, để lá vô lá nó mau chín lắm, còn này nó hơi lâu. Nhà xem cá của Hằng, nhà Hằng thích ăn cái món cá này là sực sực kinh. Hôm nào Hằng sẽ lấy cá này nè, mình đem đi gói bắp cải hay gì á, hay là mình gói cái cải xanh gì đó mình đem đi hấp á, ngon lắm luôn á. Chấm nước mắm nha, ngon hết ý. Này nửa ký nè, nấu ra được nhiều nè, nhiều lắm.
gà cải vô luôn. Anh ba thì không ăn chả cá, thì em chút nữa làm cái salad á cho anh ba ăn. Nấu một tô, nấu xong này ăn sáng chiều luôn. Ăn rồi nằm đi gửi đồ tiếp nữa. Ngày sáng thì đi giao ba khía ở đây, bình nè, anh ba đi giao rồi, để chiều thì bắt đầu giao lên Vĩnh Long. Rồi, xong cho thêm miếng tiêu lên cho anh là xong, xong một tô canh. Thịt mềm nghịu, anh xem, nước thịt ra mềm nghịu. Bữa giờ đi ra chòi không, phụ ngoài chòi ở nhà làm ăn đồ ăn ở nhà rồi cái không đi, nhiều khi mua để sẵn cho mẹ làm, cho tụi nhỏ ăn với mẹ ăn, mấy bà cháu nhà ăn. Còn nếu không có nhà thì hàng làm. Đó, hôm nay thì ở nhà cho nên vô bếp nấu cho bà nội với tụi nhỏ ăn. Cơm với canh cải chả cá với thịt heo kho. Ngon ha. Nhà mình ai cũng thích chả cá này. Cái nhà ăn cơm, hôm nay ăn cơm trong nhà với mẹ với Bình. Ăn à, theo ngon. Ngon. Ủa, vậy là hôm không tâm ăn cơm à? Chứ sáng đâu ăn. Cá bên này rất là ngon, nó mềm nhiều. Ừ, ăn miếng tường nào con quá nhẹ
Nguyên về lấy cơm này đúng không? Thật đi mà. Chúng Sơn cho thịt vịt, thịt kho, thịt heo, phải cho thêm một vịt. Bên bển, dạ, bên mặn, một vịt. Thôi tổng cộng nó hai mấy ngàn chục à. Tình hằng ba mấy bốn người. Nào mà đã có mình lên nấu một tiếng cũng ngon lắm nè. Nó nấu dễ. Bữa nào để cho cá mà nấu bún quậy. Cho một đốt bình với bà nội cũng được. Bún quậy là tài sản của Phú Quế hả? Chắc chắn. Mà Phú Quế hả? Bán. Mà mẹ không biết tài sản nó đâu. Nhưng mà mày thì mày đi Trung Quốc đó à. Trứng vịt ngon à. Đỏ không ạ? Còn thêm mấy ngày nữa? Dạ, đi ba ngày. Mông gì? Hôm qua nay, bữa giờ thì được mông gì? Dạ, mông tóm. Tóm, công nghệ, mấy đen, anh đen. Anh Văn thì gọi hả? Dạ. Doanh nghiệp giáo dục công nhân. Người ta là cái này bảo đảm không mình? Dạ. Cái này bảo đảm không? Có ăn không? Dạ. Có ăn hả? Nếu cái cá này nấu ăn cỡ 5 người ăn. Ừ. Mình ăn 5 người ăn mình đủ được tí. Còn chút son nữa. Anh ba nhà này là không biết ăn cá. Bởi chợ cá vậy cũng không ăn luôn. Cũng ngon. Ngon. Ăn chợ cá cá như thế mấy. Trộn thịt heo mà. Cái con cá mau này là phải làm biết không? Nếu một xong trộn thịt heo nha là mình khó ăn lắm. Tại vì cá của nó dài quá, nó nhúng vậy nè, ăn khó ăn á. Rồi mình trộn thịt heo rất là ngọt, vừa ăn ngon lắm. Nè, thẻ này là thẻ thiên nhiên nè. Trời ơi, thẻ này nấu canh hay nấu mì gì đó, để tủ lạnh để dành nấu canh, nấu mì, rang cũng đều ngon hết nè. Thẻ này thiên nhiên nha. Thì cái này là em Phương mua cho mẹ em 3 kg nữa, thì cứ hết là em cứ mua cho mẹ em ăn vậy đó. Thì cái này là thẻ thiên nhiên, em lấy cho em mẹ em 3 kg. Rồi giờ mình đi cái này. Rồi, cho đá vô.
tô kẽm nè, mực này mực mới vô nè, ngon lắm biết không, ăn cái xanh luôn. Thì cái này thì em lấy đưa cho mẹ em hết luôn, 4 kg ngon, ngon hết sảy luôn á, cái mực này giòn ngon lắm, quá ngon rồi. Giờ đi cái này 4 kg, này là tôm với mực ở dưới. Bây giờ tới này thì mình có cá nha, cá này là cá ngừ, thì em lấy 2 con cá ngừ, thì giờ mình gửi 2 con cá ngừ. 2 con cá ngừ với cái này thì cá chốt, cá chốt này thì được cái thứ 8, coi lấy cá chốt lại con, để bên này cá chốt nó sẽ bên kia này. Rồi cá chốt bỏ vô rồi xong rồi, tiến lên đi con, lấy cái tôm này đẹp quá ha. Được mấy con cua? Nó, con con á. Được 2 con hả? Cua chắc cua già. Già chứ cua con. Cỡ bên đây được 5-6 kg không chị? Rồi bữa nay tôm đẹp ngon ha. Này chị với Nhường gửi lên cho anh Phúc chị Thảo làm tôm chiên bột hay là bánh xèo gì phải không? Dạ. Bây giờ mình cho ông thầy, thầy với chị muốn làm gì làm đi chứ. Bởi vậy. Ừ, mình đâu có kêu làm được. Thì anh thấy khoái luộc anh ăn cái thịt bò đậu gì. Đầu gam mà đầu tao là chiên bột chứ. Anh chị thích mấy con tôm nhỏ nhỏ này đâm rang. Tôm này tôm tươi luôn, Nhường nó mới đi kẹt cái gì. Giờ này cỡ 8 giờ chứ ta. 8 giờ chứ, 7 rưỡi hay không? 7 rưỡi. Sạch quá ha, tôm lúc này sạch. Ngày mai là hơi ấy hơn nữa hả Nhường? Mai là đẹp hơn nữa. Mà cũng như hơi tối hơn nữa hả? Tối hơn, ngày nó xây tối. Tại Nguyên nó bắt đi, nó học có phải không, học là chị ra ngoài này là mình đi tháo đá chung. Giờ vẫn còn sớm ha. Ừ. Ngày mai kêu bây thằng Bằng nó đưa ra. Đưa ra cái mình đi lên trển đi tháo đáy chung với Nhường hết chị. Kêu anh Bằng ra sớm sớm đi chạy con. Có luôn hả? Có luôn. Ôi ơi, tạt đất không kìa. Có không? Có nha. Tôm sạch. Này chiên bánh xèo thì mấy con nhỏ nhỏ, còn mấy con lớn thì mình đem đi rang. Không, nó còn chua ngon. Tôm đất nhiều rồi nha. Bữa nay tôm ngon quá trời luôn chị. Sáng ngon hơn đấy chị. Ờ, vậy hả? Ừ, đất không à. Cả nhà có ăn cái tôm này thì gọi cho Hằng nha. Thì tới nước thì chiên có vậy nè. Thì nếu mà muốn mua lộn xộn gì thì bán lộn xộn. Còn muốn mua nhỏ hơn nữa, thì cỡ này mà thì lựa ra bán cỡ này nha, tôm con. Đó, thì tôm này thì gan với chiên bánh xèo, chiên bột thì rất là ngon. Còn tôm bự mình chiên thì nó bị sẵn sẵn. Ừ, bữa nay đất cũng bự á chi, đâu nhỏ đâu. Chi bữa nay được nhiêu đây, chi Nhường được nhiêu đây, gửi tặng cho anh chị hết luôn. Hết luôn. Ừ. Tôm này muốn đại gì đó muốn xá. Đổ nước vô. Rồi được, em ơi, đậm đá đi vô được rồi. Rồi tại mình cho đi mà. Đậm đá đi, phải chạm cho nó tan ra. Mày cá bóng. Nhường nó gửi cá bóng luôn, cho anh chị luôn. Chắc ăn với anh. Có bà chỉ có bò, chỉ làm mấy chuyện. Rồi anh ơi. Xong. Đây, mình xin ra xe. Về chừng gửi đồ. Anh
Trong đồ này là có anh Duy. Anh Duy mua cá nâu á cho bạn á, nhưng mà bữa nay không có cá bự thì thằng lấy cá nhỏ. Thì thằng cũng nói thiệt nha, nhầm lúc á cái nhà biết sao không, lúc á cá nhỏ thì thằng bán cá nhỏ, còn cá bự thì thằng bán cá bự nha, bởi vì cái nhà thông cảm cho thằng. Nếu mà cái cá nhỏ thì thằng bán rẻ, cá lớn thì thằng bán, bao giờ mà thằng lấy tiền cá lớn mà bán cá nhỏ nha, không có. Lúc thằng nói chuyện là thằng đã giao kèo mấy con rồi, để thằng nói chuyện rồi nha. Bởi vậy cho nên á thì hôm nào có cá nhỏ thì thằng sẽ giao cá nhỏ, thì thằng tính tiền giá nhỏ nha. Thì cá nhỏ thì có 200 mấy một ký, nhưng là tầm 2 con hoặc 2 con vô 1 ký là nó 320 một ký nha. Thì cả nhà lưu ý cho thằng cái đó. Thì có anh chị nói là tại sao thấy cá nâu bự nhưng mà lúc giao cá nâu nhỏ. Không phải, tại vì lúc giao thì thằng đã giao kèo cái, nếu mà cá nâu nhỏ thì thằng giao cá nâu nhỏ nha. Còn thế mà thằng nói cá nâu 2-3 con thì thằng đã có nói 2-3 con thì tính giá theo 2-3 con, 5-6 con tính giá 5-6 con nha. Rồi giờ thằng đóng cái thùng đồ này đi cho anh Duy. Anh Duy mua của hàng chuyên gia mua cá nâu bên hàng á, thì cá nâu bên hàng thằng giao rất là ngon, cho nên anh Duy tin tưởng mua là không ra là mua mấy chục ký rồi đó. Rồi giờ đóng lại đi con của em Ngọc. Em đi 2 ký cá. Cái này 2 ký khô, cái này 1 ký khô, này là khô cá bóng, 1 ký này là cá lạc nha. Thì cá lạc một nắng á. Thì giờ thằng đi cái thùng cái này cho em nha. Em Ngọc, thùng đồ này của anh Bích thì cái lôi trôi mở thì được 2 ký 9 nè. Thì thằng để thêm giờ thằng mới giới thiệu với anh là khô cá lôi trôi trứng á, thì nó cũng ngon nhưng mà không bằng lôi trôi mở. Thì anh nói lấy cho đủ 5 ký luôn, thằng lấy cho đủ của anh 5 ký luôn. Bích mua lôi trôi này là lần này nữa là mấy lần rồi đó. Lôi trôi mở này là rất là ngon nha, nhưng mà giờ thì hàng nó hiếm lắm. Rồi thùng đồ này thì của anh Duy. Anh Duy thì giờ đi cá nâu. Rồi giờ đi ra ngoài chở luôn cái thùng đồ cho chị Thảo nữa. Chị Thảo của em Nhường với Chi nó gửi. Rồi hồi về mới đóng thêm đồ nữa. Để cho nó không vô nữa. Để cho chị Thảo một phút thôi. Chắc mới mặn. Nhường thì nó gửi tôm với cá bóng. Tôm cho chị Thảo với anh Hiệp Hiền. Còn cá chép thì hôm bữa thằng có gửi lên cho Hiền rồi. Cái này thì thằng gửi 2 con này cho anh Phúc. Tôm ngon quá trời ngon luôn anh. Bữa nay tôm cũng chi nhiều ngon quá trời luôn. Tôm này rang á. Cái này là thẻ nha. Thẻ này là hàng mua cho em Phát Tài nha. Trời ơi, con nào con nấy ngon ghê luôn á. Cái thẻ này là thẻ thiên nhiên. Thẻ này là mình để tủ đông đi, tới chừng nào hả mà mình đem cái ăn nó cũng ngon hết trơn á. Kiểu như nó để tủ đông rồi hay là ra rồi thịt nó chắc dữ lắm. Này tôm thẻ thiên nhiên nè. Thì em lấy 2 ký. Hôm nay không có cái thùng nhỏ. Có thùng bự đi qua cái thùng bự xong luôn. Đưng. Nè ba bỏ vô ba. Mình ăn ở trên nè. Đó nha. 2 con này thì 5 ký 2. Với cá nâu. Nhiều cá con. Cá nâu 2 con này thì 1 ký 1. Đây. 2 con này thì 1 ký 1 nè. Cá đù xẻ. Cá đù xẻ 1 ký nữa. Đù xẻ gì? Rồi. Ủa quên nữa chứ. Đổ đá vô cái.